Hello everyone and welcome to The Unseen Trace, một dấu vết không được nhìn thấy. Đã 5 năm dài kể từ khi mẹ của Anne gọi là qua đời, nhưng mà nỗi đau và cái sự mất mát đó vẫn còn nằm trong tim của cô ấy. Mỗi năm vào đúng cái ngày này, cô ấy sẽ bắt đầu đi vào nghĩa trang, nơi mà mẹ cô ấy đã yên nghỉ ở đó bình yên trên cái cõi đời này. Đó là một cái nghi lễ mà đã làm cho cô ấy có được cái sự bình yên để qua được cái nỗi đau này. Một người phụ nữ gì đó đã sinh ra cô ấy gì đó. Ý là nói người mẹ. Anne, my friend, con đến đây rồi. Con sẽ kiểm tra mặt đất cái gì đó. Wow, con này có hiếu phết mấy bên. Nó cầm cho mẹ nó một bông hoa. Hoa này là hoa gì mấy bên biết đâu. Mình kiểm tra kiến thức của mấy bên thôi. Tuy là game kinh dị nhưng lấy hoa thực tế ngoài đời đó. Ai trả lời đúng hoa này tên gì dùng cho 10 điểm. Cười mà phun hết cả nước mũi ra ngoài mấy bên. Sao chú lại ở đây? What the hell? Tưởng là chú đang bán tạp hóa trên một con đường gọi là về đêm. Với lại có mấy thằng sát nhân hàng loạt đi rình bắt cóc mấy phụ nữ đi về một mình chứ. Sao giờ chú lại về đây rồi? Thất nghiệp rồi à? Hay là chú này hai nghề rồi đấy? Thấy cái nụ cười của ông mình không có kịp được gọi là nước mũi mà đấy. Jesus Christ. Hoa màu đơn à? Are you sure? Chào chú, cháu đến để thăm mộ của mẹ cháu. Chào cháu. Tên cháu là gì vậy? Chú là Roberto. Tên cháu là Anne, ok. Chú là người giữ mộ mới hả? Cháu thì quen cái người làm trước chú cơ. Người đã từng làm ở đây á. Đúng rồi, chú đến đây thay công việc của cậu ấy. Thật là một ngày tuyệt vời nhỉ. Ngày hôm nay thật đẹp quá. Cháu biết đấy, đôi lúc thì chú ở đây cô đơn lắm. Mùa hè về đêm thì rất là lạnh, cháu biết chứ. Và không ai gọi là chia sẻ, gọi là chiếc giường cùng chú hết. Quỷ bắt, ông này đang định nói đến cái đề tài gì đây? Ông này chuẩn bị bẻ lái đi đâu đây bét? 3 chấm quá my friend. Ông cùng 3 chấm, mình cùng 3 chấm quá. Dù sao đi nữa thì cháu có thể đi được rồi đấy. Nếu như cháu cần ta thì ta sẽ ở đấy. Ok, cảm ơn chú. Có lẽ là vậy. Áo chú có cái logo đẹp phết này. Áo này chú mua đâu á? Logo này tượng trưng cho nhiều điều ghê my friend. Sự cá tính my friend. Sự điên loạn. Sự đẫm máu. Gì đây? Bết. Tại sao nghĩa trang lại phải có người canh mày? Người chết người ta có đi đâu được đâu mà canh. Đây rồi, mộ mẹ mình rồi mày. Ái chà, làm cỏ sạch hết rồi. Tuyệt vời phết, có chỗ cắm hoa nữa chứ. Best mother, người mẹ tuyệt vời nhất. Xin chào mẹ, con mang bông hoa yêu thích nhất của mẹ đến đây rồi. Hy vọng mẹ sẽ thích chúng. Tạm thời thì... Má giải thích cho mình. Coi hú to vậy kích. Chú gì đâu rồi? Mấy fan còn nhớ Double Barrel Shotgun không? Đó. Không thể lẩn đi đâu được. Chỉ có thể là chú này thôi mày fan. Quá ghê gớm mày fan. Ủa? Cái đậu phộng. Bánh thì bánh nổ xe luôn con. Chọc lùng lốp là được rồi. Chơi mà chơi bánh. Ôi dồi ôi. Chắc là thằng này nghiện guitar rồi. Hỏng. Fuck. Tất cả mọi thứ nào ở trong xe hết. Mình phải đi kiếm nước my friend. Đằng sau cái nghĩa trang hình như có một cái nước. Cái giếng gì đó. Phải không đây? Phải giếng này không? Hello. Giờ lấy tay múc lên rồi bắt đầu ra vứt à? Ở đây này, xin lỗi. Ok, what the fuck? Tại sao lại có xương ở đấy? Oh, hi. How are you? Đứng đây nói chuyện đi, không có qua đó đâu. Chú có thể giải thích cho cháu chuyện gì xảy ra với xe của cháu được không? Chuyện gì xảy ra cơ? Ta đang chặt gỗ trong rừng cháu à? Liệu cháu có cần giúp đỡ gì không? Đừng có gọi thứ cháu là cái gì đó, cháu gái gì thương gì đó nữa, darling, có nghĩa darling ở đây theo tiếng Việt dịch là cháu yêu hả? Nghe hợp lý đó. Nói chung là có cái chữ yêu trong đó mày phải nói. Đúng rồi. Tại vì chồng gọi vợ như vậy mà, bố gọi con gái là như vậy, con yêu, vợ yêu. Đừng có gọi tôi là cháu yêu nữa, đồ biến thái. Ông đã chặt cái cây đó cho đổ mất vào xe của tôi đúng không? Tôi cần giúp đỡ, đúng là như vậy. Và ông tốt nhất là nên có một cái điện thoại và gọi cho ai đó đi. Tại sao lại có một cái hộp, cái thùng đầy xương với máu đằng sau kia vậy? Hứ? À, ta xin lỗi em dễ thương à. Không cần phải nổi giận như vậy đâu. Ta đâu có chặt cái cây đó. Nó có thể là rễ cây, nó có thể là bị hỏng hết rồi và nó vừa ngã xuống mà thôi. Còn về vấn đề điện thoại, ta để trong cái lều của ta ấy. Ngày hôm qua, có một ai đó tông về một con hươu và ta cần phải dọn cái con đường đó. Đó là lý do mà tại sao lại có một cái thùng đầy máu đằng kia. Ta có những thứ mà phải làm của riêng ta mà. Ta xin lỗi nhé. Được rồi, ông không cần phải xin lỗi đâu. Chỉ là tôi rất giận dữ mà thôi. Liệu ông có thể giúp tôi một thứ gì đó được trong lúc gọi là ông gọi cái xe tải đến đây được không? À lộn, tôi có thể giúp được ông chứ lộn. Trong lúc chờ xe đến đây mình giúp ông này mày nói. Ồ, tất nhiên rồi. Trong lúc đó cháu có thể giúp ta mang một ít cái thùng gì đó vào trong nghĩa trang được không? Chỉ cần đặt nó lên cái gì đó thôi là được. Cảm ơn em. Ok. Nhân vật nó đang ấy mấy phen. Nhân vật nó đang giả bộ đồng cảm với thằng kia để kéo dài thời gian. Mấy phen trong tình huống này cũng nên làm như vậy. Đừng có kháng cự, nó đấm chết ấy. Mấy phen cứ giả bộ như là thôi không có gì đâu. Thì bình tĩnh lại. Không là giả bộ nhờ nó giúp đỡ. À lộn, mình giúp nó giúp mình, tạo ra một quan hệ nói chung bạn bè giả tạo. Chứ không nó giết đấy. Giờ nó nghĩ mình đang là bạn nó này, thành ra là nó sẽ sao nhỉ, nó không làm gì mình hết, chưa làm gì mình hết. Đặt đâu vậy? Đặt đây à? Chứ nếu mà trong tình huống này giữa một cái nơi đồng không bông quạnh xe thì hư rồi. Mấy fan cứ la làng lên này, cứ ú ớ rồi cứ khóc lóc. Nó đang cầm rìu trong tay, nó lại phật cho một phát, hoặc là nó lấy khẩu shotgun 2 nòng, nó làm cái phật một phát nữa. Bay mau ngay, kháng cự là bụng bự. Oh my god. Không ngờ Thảo Lê lại là người nói ra câu đó mấy fan. Nhưng mà đúng là như vậy, không được kháng cự đâu. Càng kháng cự nó càng thích đấy. Mấy cái thằng biến thái như vậy nguy hiểm lắm. Mấy fan phải tỏ vẻ giống như là mọi thứ đều rất là bình thường, hiểu không? Không, mình nói thật, sau này nói chung chuyện nó có thể xảy ra ngoài đời nhưng mà giỡn đâu. Mấy fan cứ tỏ ra là mấy fan có thể xử lý được chuyện này, ok. Tất cả nằm trong lòng bàn tay của mấy fan rồi. Mấy fan đã từng đối mặt với chuyện này và mấy fan đã vượt qua rồi, ok. Nhưng kẻ như ông này không là gì hết. 30 năm kinh nghiệm, chơi 1000 game kinh dị. Đồ đơm rác rưởi. Nút chạy thì cũng có, nút nhảy chưa thấy đâu thôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Nếu nó giết thì nó giết nãy giờ rồi. Nó khả năng nó đầy. Mấy fan hiểu không? Nó có cả cái đinh ba rồi nè, shotgun nè, rìu nè. Này nó đứng sau lưng mình một lần rồi nè, đứng trước mặt mình vài lần, 2 lần nè, rình mò mình đây phát lần rồi nè. Giết thì nó giết rồi chứ. Ủa sao hắn ta đi lâu thế nhỉ? Mình đi kiểm tra nó trong lều. À đúng rồi, đang nhờ lấy cái điện thoại gì đó để gọi mà. Nhưng mà mình nên vào lều ông nhân vật. Đó không phải là một ý kiến hay đâu. Đi bộ về cũng được. Nếu mấy fan trong tình huống này á, đoán trước được chuyện gì xảy ra rồi á, chạy ra ngoài đó bắt xe mà fan. Cứ chạy thẳng đi. Đây là nhân vật muốn chết nên là mình chiều. Không có wood end nào cho nhân vật hết. Ok, what the fuck is this? Đoán xem. Nhật ký số 37. Hôm nay tôi đã bắt được thêm một nạn nhân khác. Giống như những ngày khác, tôi đang làm việc ở dưới tầng hầm. Khi tôi nghe được một thứ gì đó trên lầu, tôi đi lên trên đó. Nhìn ra bên ngoài và thấy một người đàn ông rất là đẹp trai. Ngay lập tức tôi tưởng tượng được rằng là hắn ta sẽ trông như thế nào khi mà hắn ta không còn sự sống nữa và lạnh lẽo nằm trên chiếc giường của tôi. Hắn ta không hề biết rằng chuyện gì sắp xảy ra. Tôi đã lấy mất chiếc pin, không phải battery, tôi đã lấy bình ắc quy ra khỏi xe của hắn ta. Và trong khi hắn ta đến thăm một ai đó trong cái nghĩa địa này, cũng giống như mọi khi mà thôi, tôi cũng đề nghị giúp đỡ hắn ta, đổi lại cái sự đồng hành gì đó, là một người bạn đồng hành. Một khi mà hắn ta đã bước vào trong lều rồi, tôi sẽ sử dụng một cái con dao, Cleaver là con dao làm bếp, con dao chặt thịt đấy, để đâm một phát vào đầu hắn ta và sau đó tiếp tục gọi là đánh hắn ta như vậy. Nó cảm giác thật là arousing là cái gì đó biết, không biết, chắc là hào hứng hay là tuyệt vời gì đó. Nhưng mà không thể mô tả được bằng cái những gì tôi đã làm với hắn ta trên giường là sao. What the fuck, nghe gì bệnh hoạn vậy? Hello, người tỉnh táo bây giờ phải lấy dao ra để bị solo mấy fan để đấu kiếm chứ. Con lợn như vậy không có cảm xúc vậy đấy. Ủa, what the hell? Mình cần phải tìm đường ra khỏi đây mấy fan. Có thể là có một thứ gì đó để mở được cái cửa trên lầu gì đó. Mình nên tìm xung quanh. Wow, nhân vật bình tĩnh phết. Hóa ra là nhân vật bình tĩnh hơn cả Dũng mấy fan này. Nhân vật sau khi đọc được cái tờ ghi chú là có một cái tầng hầm nên là đã biết được. Double shotgun. Tưởng có double barrel shotgun gì chứ. Gì đây? Ok, giờ mình tìm thêm đồ cái này. Chìa khóa này. Súng đâu? What the hell? Trong này có nhiều băng đấy. Nhà dơ quá, nhà dọn bớt đi. Ông này xây hầm để tránh bom hạt nhân á. Với lại wow, một đống bình ắc quy này ở đâu vậy? Wait, what? Em là có thể sống sót được qua cái tình huống đã xảy ra mà Bren. Sau khi trốn thoát của cái tầng hầm đấy, cô ấy đã chạy vào trong thị trấn mà Bren. Thật là may mắn là có ai đã dừng xe lại và giúp đỡ cô ấy. Ngay lập tức cảnh sát đã được gọi đến và đến hiện trường mà Bren. Những cái điều tra viên đã kiểm tra tất cả mọi góc cách của cái nghĩa trang và đã tìm thấy không hề có dấu vết của người đàn ông tên là Robert mà Bren. Những cái túi xác ở trong tầng hầm thì được khám nghiệm mà Bren. Họ được xác định đó là 6 người gì đó đã mất tích gần đây trong vòng 6 tháng. À lộn, những người đã mất tích gần đây trong vòng 6 tháng chứ. Những cái cuốn băng thì đã không được tìm thấy. Và những cái hiện tượng gọi là tự nhiên không được nhìn thấy này là một mối đe dọa với cảnh sát và đà binh kể cả bây giờ. Thật là khó chịu gì đó. Đến cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục với Bren. Ok, hết game. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại với Bren. Bye bye. See you again.